Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay xin phép quay cho cả nhà xem một con máy khoan hiệu Kira. Con này chiều cao 1m nha cả nhà, có chức năng khoan tự động nha. Này là Kira KGDG340, là máy khoan có chức năng tự động. Cao 1m nha cả nhà, tổng thể chiều cao là cao 1m. Bàn tròn nha. Con này thì nắp nhựa nha, đầu kẹp 13mm. Đây. Tốc độ của máy thì cao nhất thì 2300 đến 1330, 750 và 415 nha cả nhà. 415. 4 tốc độ thì nó sẽ tương đương với 4 tầng bu li nha cả nhà. 1 2 3 4. Để mình thay cái tầng bu li lên với tốc độ cho nó phù hợp với cái mũi khoan của mình đó. Cái này đó nha, cái này là cái bu li chạy tự động nha. Bu li chạy tự động thì nó sẽ có 4 tốc nè, 0.07, 0.09, 0.12 và 0.14 nha. 4 tốc là tương đương với 4 cái gảnh này nè cả nhà. Gảnh này nè, đi xuống nữa, ở dưới đây còn một gảnh nữa nha. Mình sẽ, nếu mà mình muốn đổi cái này lên thì mình sẽ trên đây nè, nó sẽ có con ốc đó, mình xả nó ra là mình nâng nó lên thôi nha, rất là dễ xài. Loại này là nắp nhựa nha cả nhà, nắp nhựa đầy cao, bô ly còn đẹp nha. Tự động này cả nhà, cái loại này thì rất là dễ xài nha, mình gặt ra như thế này là nó sẽ vô tự động nha. Đó, rất là dễ xài. Đầu kẹp 13 ly nha. Bàn tròn luôn nha cả nhà. Bàn tròn thì mình có thể xây tròn tròn được nha, vuông thì mình bẻ độ. Cưng quay cái bàn lên xuống nha. Cái bàn thì nhẹ nhàng nha cả nhà. Quay lên nhẹ nhàng nha cả nhà. Cái bàn thì đẹp lắm nha. Rồi, con lắp mũi khoan vô luôn đi. Đầu khoan cũng khá là nhẹ nhàng nha cả nhà. Nhẹ nhàng hết. Cái mũi này là mấy ly? 9 ly 3. Mũi này em đang lắp mũi 9 ly 3 nha cả nhà. Em có mũi nào thì em khoan mũi đó cho cả nhà xem thử nha. Giờ anh em nào khoan mũi lớn mũi nhỏ gì đó thì mình mua cái mũi khoan cho nó khoan sắt, thì mua mũi khoan sắt đó, khoan gỗ thì mua mũi khoan gỗ cho nó phù hợp. Này là em đã làm điện 220 cho cả nhà xài luôn nha. Về cắm điện vô là xài thôi. Chạy luôn đi coi. Không tắt. Này. Vô tự động. Khoan rất là nhàn nha. Khoan tự động này khoan rất là tốc độ nha, nhẹ nhàng nữa. Bàn tròn đang đi xuống tự động đó. Mình muốn chỉnh cái hước này sâu cạn như thế nào á thì mình sẽ xả cái con ốc bên đây ra nha cả nhà. Xả con ốc bên đây ra. Hành trình sâu của coi hước này thì sẽ được 85 nha. Đây 85 nha. Đây, nó gần hết thì nó sẽ đá lên nha cả nhà. Gần hết rồi. Đó, động cơ chị êm nha. Nhẹ nhàng. Nắp nhựa. Rồi. Quý khách nào có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn thì liên hệ em nha cả nhà. Em rất là nhiều máy khoan nha. Ngoài cái loại tự động này cả nhà, tự động gọi là gặt ra như nè, thì em vẫn còn cái loại tự động giống gì nha. Ở tự động này là khi mà mình gặt vô cái phôi cả nhà, vô miếng sắt thì nó sẽ xuống tự động nha.
gạt vô miếng sắt này sẽ xuống tự động. Còn mà mình không muốn khoan tự động thì mình sẽ xiết con ốc này vô. Đó, đơn giản. Kira thì nó sẽ có hai mẫu tự động như thế cho mình xài nha. Đây, hai mẫu như thế này nha, một mẫu gì và một mẫu gì nha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn thì liên hệ em nha cả nhà. Bên em rất là nhiều máy khoan bàn nha. Máy khoan Kira tự động gì đó thì rất là nhiều nha. Hero. Rồi, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem video của em nha.